Chào mừng các bạn đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực kem Pháp các bạn. Đó, kem Pháp đầu trụi nha các bạn. Pin lực dữ lắm. Đó, con này đầu trọc lóc, đầu chà bá lưng một lưng nè các bạn, hai con cái lưng nè. Hết biết không? Dài hở đòn dài. Đây, đực kem Pháp này các bạn. Đực kem Pháp này cao 1m07 bò nè. Con ngang. Đầu chà bá, dài hở, đòn dài, chân móng hoàn thiện. Cao 1m07 bò. Đích thì cao 1m12, tầm 7 tháng tuổi các bạn, tầm 7 tháng tuổi. Cặp đực kem Pháp này thì chủ báo giá là 28 triệu các bạn, 28 triệu. Anh em là bạn bè nào gần xa cái nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn thấy không? Xương cối nè. Đòn dài dây hở nè, cái đầu chà bá. Cao 1m07 bò, đích cao 1m12. Đó, còn con này cao 1m05, đích cao 1m1. Giá 28 triệu cặp đực kem Pháp các bạn. Đó, dài hở đòn dài xương chà bá luôn, xương cối luôn các bạn. Bò tầm 7 tháng tuổi nha. Bò tầm 7 tháng tuổi, giá 28 triệu các bạn, 28 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Con này thì cao 1m05 bò, đích cao 1m1. Cùm chân cùm xương đồ cối, dài hở, đòn dài cái đầu chà bá, chân móng thì hoàn thiện. Đó. Cặp được kem Pháp này, cặp được kem Pháp này pin dữ lắm nha các bạn. Cặp được kem Pháp này pin dữ lắm. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn, trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp được kem Pháp tầm 7 tháng tuổi, chủ báo giá là 28 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.